Rất tiếc khi phải chia tay bạn Cường. Ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ với người chơi tiếp theo của chương trình hôm nay, anh Nguyễn Trọng Quang đến từ Bắc Giang. Xin mời anh. Xin chào. Dạ vâng. Vâng. Xin chào MC Đinh Tiến Dũng cùng quý vị khán giả. Tôi Nguyễn Trọng Quang, năm nay 66 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc Giang. Tôi rất cảm ơn chương trình là hôm nay đã cho tôi được may mắn là người chơi ngày hôm nay. Dạ vâng, em để ý thấy trên áo của anh là có một tấm huy hiệu. Đây là tấm huy hiệu gì đấy, anh có thể giới thiệu? Đây là huy hiệu cựu chiến binh ạ. À vâng, tức là anh cũng là một cựu chiến binh. Vâng, tôi là cựu chiến binh ạ. Dạ vâng. Lát nữa anh em mình sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bây giờ thì em xin mời anh lên ghế nóng. Em mời anh. Vâng. Dạ. Vâng ạ, anh giới thiệu là một cựu chiến binh, phải, anh đã nghỉ hưu lâu chưa? Và tôi nghỉ hưu lâu rồi. Vâng. Và sau khi tham gia chiến trường K, tức là bảo vệ cái biên giới Tây Nam ấy. Vâng. Thì tôi bị thương. Vâng. Thế sau đó là về tôi kinh doanh ở địa phương. Vâng, thì anh kinh doanh trong lĩnh vực gì ạ? Tôi kinh doanh về lĩnh vực dịch vụ du lịch. Dịch vụ du lịch ở thành phố Bắc Giang. Vâng. Dạ vâng. À, tức là chỉ cung cấp dịch vụ du lịch tại thành phố Bắc Giang thôi. Vâng. Ở trên Bắc Giang ấy, như chùa Triền rất chùa nổi Triền. Tiếng. Vâng. Và như chùa Bổ này. Vâng. Đấy, chùa Vĩnh Nghiêm này. Vâng. Đấy, và có những cái cây đa nghìn năm tuổi. Vâng. Đấy, và nơi có thành Sương Giang. Vâng. Đấy, là một cái dấu ấn lịch sử oai hùng của dân tộc. Vâng, tức chống ngoại xâm. Vâng. Nếu mà chẳng hạn là mời bố mẹ đi tham quan Bắc Giang chẳng hạn là sẽ có những cái địa điểm rất phù hợp, vâng, di tích lịch sử cũng như là các ngôi chùa. Vâng. Và cũng nhiều những cái đặc sản địa phương nổi tiếng. À vâng. Anh có giới thiệu ở trong bản đăng ký của anh là một người thích sưu tầm đồng hồ cơ. Vâng. Hiện nay bộ sưu tầm của anh là đang có bao nhiêu chiếc đồng hồ vậy? Cái đồng hồ ấy tôi đam mê lắm. Cái thời gian thì nó là vốn quý của con người. Vâng. Một cái phát minh kỳ diệu của con người là đã tìm ra được, làm ra được cái máy để đếm thời gian. Vâng. Cho nên khi mà sưu tầm những cái đồng hồ, tôi cảm thấy nó có một cái gì đó nó quyến rũ mà nó đam mê lắm. Vâng. Hiện tại thì tôi cũng có khoảng độ chắc nó đôi trăm cái đồng hồ. Đôi trăm cái đồng hồ. Vâng. Đồng hồ đeo tay đúng không? Đồng hồ cả đeo tay ạ. Vâng, chủ yếu đeo tay. Đeo tay. Vâng. Cứ thỉnh thoảng tôi lại lấy ra đeo một cái. Lấy ra đeo một cái. Sau đó ngồi ngắm. Ngắm. Mà nó có một cái... Cái như mỗi cái đồng hồ nó có một cái hồn của nó ấy. Vâng. Vâng. Tất cả nó đều chạy được cả chứ? Tất cả chạy được hết nhỉ. Thế có, anh có kiểu là cho nó chạy hết lúc nào mình mỗi buổi sáng mình ra mình lên dây lại không? Tất cái đấy thì thỉnh thoảng lúc nào cái nào mình dùng mình cho nó chạy thế. À. Tức là cái nào dùng thì mình mới cho chạy. Vâng. Vâng, tưởng không thì lại có thói quen là mỗi buổi sáng dậy lên dây 200 cái đồng hồ xong lại cùng nhìn nó tích tắc nó chạy một lúc thì cũng có khi cũng là một cái trải nghiệm. Vâng. Vâng. Hôm nay anh đến chơi chương trình cùng với ai ạ? Hôm nay tôi đến chơi với chương trình là hậu phương của tôi. Vâng. Một người bạn đời của tôi. Vâng. Là Đỗ Thị Kiều Dung. Vâng ạ. Xin chào chị Dung ạ. Xin chào anh MC Đinh Tiến Dũng. Xin chào tất cả các vị khán giả đang ngồi trong trường quay và tất cả các vị đang xem trên truyền hình ạ. Vâng. Công việc của chị có bận rộn thường xuyên không ạ? Công việc của chị là hàng ngày là kinh doanh. Vâng. Và phụ giúp gia đình. Vâng. Chị Dung là một phần hỗ trợ của người chơi nên là khi nào mà anh Quang cần đến thì em sẽ mời chị Dung xuống đây để chị hỗ trợ cho anh. Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn tôi chị sẵn sàng ạ. Vâng. Anh Quang thân mến, vâng. Sau đây em sẽ thông qua với anh luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng, đó là mốc 5, mốc 10 và 15. Anh sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến chị Dung ở trên khán đài. Và kể từ câu số 6 anh sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Vũ Quỳnh Hương và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng hai nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào nhà thông thái ạ. Xin chào, xin chào anh Quang, chị Dung và xin chào khán giả trường quay ạ. Vâng, xin chào hai nhà thông thái ạ. Hoàng, liệu em có đam mê sưu tầm gì không? Vì ở đây chúng ta đang gặp một nhà sưu tầm đồng hồ cơ, đại khái là có hơn 200 cái là cũng hoành tráng rồi. Thực ra đồng hồ cơ cũng là một cái gọi là sở thích à. Một cái mục tiêu mà em cũng hướng đến dạo gần đây, tại vì em đi làm thấy các sếp đeo đồng hồ cơ em cũng thích lắm. Vâng. Em thì vì tuổi trẻ thì em chỉ thích sưu tầm hai cái, đấy là áo bóng đá của câu lạc bộ em yêu thích và sưu tầm sneaker giày thôi. Nhưng mà tất nhiên là điều kiện tài chính chưa cho phép nên là em cũng chưa có nhiều. Mong vâng. là sau này em sẽ có thể có được một cái bộ sưu tập nào đấy mà
có thể khiến cho bản thân mình cảm thấy tự hào như là bộ sưu tập đồng hồ của chú Quang? Thật ra tất cả những người mà có cái thú vui sưu tầm bất cứ một thứ gì thì đều là những người rất thú vị ạ. Bởi vì là đằng sau mỗi một cái thứ mà chúng ta sưu tầm thì nó đều là một câu chuyện, không chỉ đơn giản là một cái hiện vật. Và những cái người mà người ta đã có thú vui sưu tầm thì cũng sẽ có cái thói quen là thu nhập thông tin. Đấy cũng là một cái đặc tính rất là tốt cho người chơi Ai Là Triệu Phú. Hy vọng là anh Quang sẽ đạt được cái mốc cao ạ. Vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng ạ, cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng, mọi thứ sẵn sàng rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng đấy. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Ai Là Triệu Phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Hoa gì nho nhỏ trắng ngần, hương đưa thoang thoảng, ướp thơm cánh chè? Hoa sữa, hoa nhài, hoa đào hay là hoa phượng? Em mời anh. B là đáp án cuối cùng của tôi. Hoa nhài. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Xin mời câu hỏi số 2. Thịt ba chỉ thường có ở loài nào? Gà, cá, vịt hay là lợn? Xin mời anh. D là đáp án cuối cùng của tôi. Thịt lợn, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Xin mời câu hỏi số 3. Thêm gia vị nào giúp bát mắm tôm sủi bọt? Lá húng quế, nước chanh, ớt tươi hay là tỏi băm? Xin mời anh. B là đáp án cuối cùng của tôi. Vâng, B, nước chanh, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Xin mời câu hỏi số 4. Đường vĩ tuyến không độ còn được gọi là gì? Đường đổi ngày quốc tế, chí tuyến Bắc, vòng cực Nam hay là xích đạo? Xin mời anh. D là đáp án cuối cùng của tôi. D, xích đạo, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Xin mời câu hỏi số 5. Trong ngành kim hoàn, người ta thường cân vàng bằng dụng cụ gì? Cân đòn, cân tạ, cân tiểu ly hay là cân đồng hồ? Xin mời C anh. C là đáp án cuối cùng của tôi. C, cân tiểu ly, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng anh. Như vậy là anh đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên. Phần thưởng của anh bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu hỏi số 6, phần thưởng của anh sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, anh sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Anh còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Anh sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Đèo nào nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam? Đèo Pha Đin, đèo Prem, đèo Mã Pì Lèng hay là đèo Hải Vân? Xin mời anh. D là đáp án cuối cùng của tôi. câu này có vẻ không làm khó được anh. Dạ vâng. Vâng. Và với sự tự tin của người chơi của chúng tôi thì không có gì nghi ngờ cả. D là phương án chính xác, thì chúc mừng anh. Chắc là anh cũng đã nhiều lần đi tàu Thống Nhất đúng không? Vâng, Bắc Nam. Tôi cũng đi nhiều rồi. Vâng, lần đầu tiên anh đi tàu Thống Nhất mà đi qua đèo Hải Vân là khoảng thời gian nào? Cái năm đấy là khi mà chúng tôi, tức là đánh chiến trường K mà vâng, khi năm 79 đấy, 79. Là chúng tôi rút từ trong Nam ra, là chúng tôi đi tàu từ trong Nam ra ngoài Bắc. Vâng. Rồi nó có chuyến tàu di sản đẹp lắm. Dạ vâng. Anh rất nhanh đã vượt qua câu số 6. Vâng. Phần thưởng của anh bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của anh sẽ tăng lên 6 triệu đồng và anh vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Anh sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Ngày 9 tháng 7 hàng năm được chọn là ngày truyền thống nào ở nước ta? Ngày du lịch Việt Nam, ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày khuyến học Việt Nam hay là ngày gia đình Việt Nam? Xin mời anh. Tôi thiên về đáp án D là ngày gia đình Việt Nam. Vâng, thiên về ngày gia đình Việt Nam. Còn các phương án khác thì sao? Ngày du lịch, ngày thầy thuốc, ngày khuyến học. Ngày thầy thuốc là vào tháng 2. Ngày thầy thuốc vào tháng 2, tức là loại trừ được một phương án. Cho tôi xin cái sự trợ giúp 50-50. 50-50, vâng. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Còn ngày du lịch hoặc là ngày thầy thuốc Việt Nam,
A là đáp án cuối cùng của tôi. Vâng ạ. Vâng. Phương án A. Để chơi của chúng tôi cũng rất tự tin như là câu trước thôi. Thậm chí là anh còn phán đoán là phương án ngày thầy thuốc là vào tháng 2. Tuy nhiên, phương án chính xác lại có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi sử dụng phương án 50-50 đã quyết định chọn phương án A, ngày du lịch Việt Nam. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng anh. Vâng, đúng như anh nói thì ngày 27 tháng 2 mới là ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Và năm tới sẽ là kỷ niệm 70 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Còn ngày du lịch Việt Nam thì lại bắt đầu từ khá lâu. Từ ngày 9 tháng 7 năm 1960, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ban hành Nghị định số 26CP về việc thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương và đánh dấu sự ra đời của ngành du lịch Việt Nam. Và ngày 9 tháng 7 hàng năm được coi là ngày du lịch Việt Nam. Và nó liên quan đến việc là cái ngày được thành lập thôi, chứ không phải là vì chọn một cái thời điểm nào đấy trong năm liên quan đến du lịch. Và đấy là thông tin thêm cho anh như vậy. Anh đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của anh bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của anh sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và anh còn 3 quyền trợ giúp nữa. Anh sẵn sàng với câu số 8 chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Nghệ thuật Pháp Lam ở cố đô Huế sử dụng loại chất liệu nào? Mảnh vỡ sành sứ, đồ đồng tráng men, gỗ phủ sơn ta hay là gỗ khảm xà cừ? Em xin mời anh. Anh đã nghe đến nghệ thuật này bao giờ chưa? Cái nghệ thuật ở Huế thì cái mảnh vỡ sành sứ thì tôi nghiêng về cái đáp án đấy nhiều hơn. Vâng. Bởi vì cái đồ đồng tráng men thì tôi chưa nghe thấy và khảm xà cừ chưa nghe thấy. Vâng. Mà anh đang nghiêng nhiều về mảnh vỡ sành sứ. Mảnh vỡ sành sứ. Tại sao? Bởi vì tôi đã vào cái Lăng Khải Định. Vâng. Và đấy là một gần như là một cái bảo tàng nghệ thuật về cái ghép các cái mảnh sành sứ. À. Đẹp lắm. Và... À, vâng. Tức là anh đã vào thăm đấy rồi. Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ Pháp Lam thì nghe thì nó hơi ấy, nhưng mà cái này không khó là tôi phải xin sự trợ giúp để cho chắc ăn, chứ không nghe. Vâng. Nên bây giờ... Thế anh định dùng quyền trợ giúp nào? Tôi xin quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Sau đây anh sẽ gọi điện cho ai ạ? Tôi gọi cho cháu Đỗ Gia Phong. Chúng tôi sẽ phép kết nối điện thoại với bạn Phong ạ. Alo ạ. Alo, chào bạn Phong ạ. Dạ vâng ạ. Bạn Phong ơi, tôi là Dũng đã gọi cho bạn ở chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Dạ vâng, xin chào anh Dũng ạ. Dạ vâng. Tôi đang ngồi với người chơi của tôi là anh Quang, và anh Quang đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình, quyết định là nhờ bạn Phong hỗ trợ. Bạn Phong sẵn sàng chưa? Dạ, tôi đã sẵn sàng ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Hai người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Nghe nhá. Dạ. Nghệ thuật Pháp Lam ở cố đô Huế. Pháp Lam, Lam L cao nhá. Ở cố đô Huế sử dụng chất liệu gì? Nghệ thuật Pháp Lam Huế. Mảnh vỡ có cốt làm bằng đồng, làm bằng đồng vẽ một lớp men màu. Rồi, ok. Dạ. Đúng rồi, có đồng trắng men có rồi. Dạ. Dạ vâng. B là quyết định cuối cùng rồi tôi. Vâng. Vâng. B. Đồ đồng trắng men. Đồ đồng trắng men. Vâng. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng anh. Công nhận là cẩn thận là đúng đúng không anh? Vâng. Chứ quả vừa rồi cẩn mà thận đấy, cái đấy mà ẩu là. Vâng, là anh em mình lại cầm cả ba quyền trợ giúp ra về đây. Vâng. Nghệ thuật Pháp Lam Huế ra đời vào năm 1827, phát triển mạnh vào triều vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị
vua Tự Đức và pháp lam là những sản phẩm được làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, trên bề mặt được tráng men để trang trí, để tăng thêm giá trị thẩm mỹ. Anh đã vượt qua câu số 8, phần thưởng của anh bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên 14 triệu đồng và anh còn hai quyền trợ giúp nữa. Anh sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Quốc gia nào phát hành tiền giấy 3D chống giả đầu tiên trên thế giới? Mỹ, Anh, Ấn Độ hay là Nhật Bản? Xin mời anh. Đồng đô la 100 là 3D. 3D là như nào nhỉ? Em tức là khi mà tôi nghiêng đi, ví dụ là anh nghiêng đi thì nó có cái màu nó thay đổi. Và cái hình nó có thay. Tức là nó tuy là mặt phẳng 2D trên một tờ tiền nhưng mà vì mình nghiêng nó lại có hình khối như là 3D. Nên gọi là 3D chống giả. Bốn nước này đều là những cái nước rất tân tiến. Vâng. Thì cái này tôi xin quyền trợ giúp hỏi ý kiến các nhà thông thái. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Vâng. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn của chương trình và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Vâng, xin sẵn sàng. Chào hai nhà thông thái. Vâng ạ. Sẵn sàng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Quốc gia nào phát hành tiền giấy 3D chống giả đầu tiên trên thế giới? Mỹ, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản. Tiền giấy 3D chống giả đầu tiên không phải Mỹ, cũng không phải Anh, Ấn Độ không rồi. Chị nghĩ về phương án D là nhiều nhất. Có vẻ là cháu Thiên về phương án D nhưng mà không chắc 100% đâu ạ. Cháu Thiên về phương án D. Các nhà thông thái nghiêng về phương án D, Nhật Bản, và tư vấn cho anh là phương án D. Thì bây giờ thì thực sự ra tôi đã đến đây mà tôi đã có cái lời nhờ đến các nhà thông thái, mà các nhà thông thái thì tôi nghĩ rằng tôi có cái độ tin cậy cao. Vâng. Chứ còn nếu mà bây giờ mà các nhà mà mình không trả lời được, các nhà thông thái mà trả lời mà đúng được là cái tốt, mà không đúng được thì chúng tôi có đúng được là cái tốt, mà không đúng được thì chúng tôi không có hận gì. Vâng, thế và thì vâng. Tôi xin quyền quyết định. Vâng. D là phương án cuối cùng D của tôi. Nhật Bản. Người chơi của chúng tôi có làm trong ngành kim hoàn, tiếp xúc với ngoại tệ cũng nhiều. Vậy mà lại chọn phương án D vì phương án chính xác của chương trình sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến các nhà thông thái đã quyết định chọn phương án D, Nhật Bản. Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng anh. Vâng. Ngay sau đây chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng hai nhà thông thái. Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái. Xin chúc mừng anh ạ. Vâng. Cái thông tin lần này á mà chúng ta trả lời đúng câu hỏi thì nó là một sự may mắn. Bởi vì là đa số ở trên thị trường thì mọi người sẽ chú ý nhiều đến đồng tiền bảng, đồng tiền đô la. Có một số ít có các giao dịch với Hàn và Nhật thì sẽ chú ý, nhưng mà không phải ai cũng sẽ quan tâm đến cái thông tin này được nhiều. Cho nên là dùng phương pháp loại trừ mà để ra được câu hỏi đúng thì cũng là một sự may mắn đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái. Cảm ơn các nhà thông thái. Đây ạ, để em đọc thông tin chính xác tới anh. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, tức là cũng mới đây thôi, Nhật phát hành tiền giấy mới lần đầu tiên sau 20 năm với 3 mệnh giá lần lượt là 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên. Tích hợp công nghệ hologram tiên tiến, Nhật dẫn đầu thế giới khi trở thành nước đầu tiên sử dụng công nghệ hologram để làm ảnh chân dung chuyển động. Những cải tiến này đóng vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống tiền giả ở Nhật Bản. Vâng, bây giờ in giả là căng rồi, khó in được, làm sao in được công nghệ hologram như vậy. Vâng. Với sự trợ giúp từ các nhà thông thái thì hiện nay anh đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của anh bây giờ đang là 14 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của anh sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Và anh còn một quyền trợ giúp nữa. Anh sẵn sàng lại với câu số 10 chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ, xin mời câu hỏi số 10.
Cảm Hiếu Đường là cửa hàng đầu tiên kinh doanh về ngành nghề nào ở Việt Nam? Nhiếp ảnh, kim hoàn, đúc đồng hay là may mặc? Em xin mời anh. Anh thấy đang nghiêng về phương án nào nhiều hơn? Phương án A và phương án B thôi. Tức là A hoặc B? B. Tức là nhiếp ảnh hoặc là kim hoàn. Dễ ở cái phương án A nhiều hơn. Dễ ở phương án A nhiều hơn. Xin cái quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến người đồng hành ạ. Dạ vâng ạ, em xin mời chị Dung ạ. Em xin mời chị Dung xuống đây để trợ giúp cho anh Quang. Đúc đồng thì mình loại này, may mặc là các cụ may mặc nhà mình là không có này. Mà kim hoàn thì là từ xưa là đấy, giờ mà chủ yếu là cái chữ A. Nhiếp ảnh thì bây giờ một là mạo hiểm là 22 triệu. Đấy, thì là A. Mà còn nếu không thì bây giờ dừng cuộc chơi thì... Thế thôi, bây giờ liều đi. Vậy thì nhá. Anh liều đi, phương án A đi. Liều đi. Bởi vì mình cũng chỉ có 50% thôi. Bởi vì thực ra là như thế này này, bây giờ nếu đấy. Mà cái trường hợp mà nếu đến đây, chúng tôi cũng rất muốn là chơi hết mình. Thế nhưng mà nếu cái trường hợp mà nó có xuống đến 2 triệu đi thì chăng nữa thì... Liên hoan kiểu 2 triệu. Thì liên hoan kiểu 2 triệu. Vâng. Thì mình lại bỏ thêm ra. Thế thì sẽ bỏ thêm. Vâng. Ok đi, anh chọn đi. Thế thì tôi quyết định mạo hiểm, chọn A là phương án cuối cùng của tôi. A. Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh. Vâng. Trong lúc nghe anh trả lời thì em có nghe là chị có nói thêm một câu là có gì thì sẽ đưa thêm, đúng bù rồi. Thêm. Đúng tức rồi. Là chị thống nhất là sẽ bù thêm đúng không? Sẽ bù nếu thêm. Trong trường hợp bây giờ anh về 2 triệu là đúng chị rồi. Sẽ bù thêm. Vâng, hội cựu chiến binh vẫn họp bình thường. Coi như nào vẫn vui vẻ hả? Vâng. Vậy thì thôi, em cũng sẵn sàng có thể đọc được đáp án chính xác rồi. Vâng. Đáp án chính xác của câu này là A. Xin chúc mừng anh. Tuyệt vời. Vâng. Cố gắng nhé. Cảm ơn chị Dung ạ. Vâng. Với việc là anh đã vượt qua câu số 10 thì em xin phép được gửi tặng anh một tấm séc mệnh giá 22 triệu. Vâng. Thực ra từ trước giờ em chưa bao giờ được ký séc đâu, cũng nhờ có chương trình Ai Là Triệu Phú mà được ký rất là nhiều séc. Vâng. Đây ạ, 22 triệu. Vâng. Anh muốn giữ luôn hay là anh để tạm đây? Tôi gửi vâng, anh cứ để em cầm cho. Dạ vâng. Vâng. Tấm séc này chắc chắn sẽ thuộc về anh hoặc là sẽ được thay thế bởi một tấm có mệnh giá lớn hơn. Cao hơn. Còn tùy thuộc vào bước đường tiếp theo anh em mình sẽ chơi như thế nào. Anh đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của anh bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của anh sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Nhưng anh không có quyền trợ giúp nào cả. Vâng. Anh sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Đơn vị nhiệt Scoville SHU là chỉ số được dùng để đo cái gì? Sức nóng dung nham núi lửa, mức tỏa nhiệt bóng đèn điện, cường độ tia hồ quang hay là độ cay các loại ớt? Xin mời anh. Đơn vị nhiệt thì loại trừ phương án D, mức tỏa độ nhiệt của bóng điện. Thì cái đấy là tôi nghĩ rằng nó cũng ngày xưa cái bóng sợi đốt thôi. Vâng. Thì nó mới là tỏa nhiệt. Mà cái đấy thì cũng không ai đo làm gì nhiều. Cái đấy thì nói chung là nó, thì tôi nghiêng về cái sức nóng dung nham núi lửa nhiều hơn. Vâng. A là phương án. Vâng. Cuối cùng của tôi. A là phương án cuối cùng của anh. Vâng. Thôi còn nó có về đến bây giờ nói chung thoải mái rồi đúng không ạ? Không tâm có... lý vâng. Tâm lý thoải mái. Có sai thì không vấn đề gì. Vâng. Câu này là câu vâng. Thoải mái thôi. Vâng. Và phương án trả lời chính xác chính là phương án anh loại đi đầu tiên. D, độ cay các loại ớt mới là phương án chính xác. Đơn vị nhiệt Scoville là chỉ số được dùng để đo vị cay của ớt. Đơn vị nhiệt này được lấy theo tên của người đề xuất ra đơn vị đo độ cay của ớt vào năm 1912 là nhà hóa học người Mỹ Wilbur Scoville. Vâng. Không sao cả, anh sai câu 11 thì phần thưởng 22 triệu này
vẫn dành cho anh. Vâng. Em nghĩ là cái quan trọng nhất trong phần thi này của anh chị là cái cảm xúc, cái trải nghiệm mà cảm anh có được. Đã được trải nghiệm như thế này. Vâng. Tôi cảm thấy phần thi của anh là đầy đủ hết các phần. Mình đã dùng hết cả 4 quyền trợ giúp. Vâng. Quyền trợ giúp nào cũng mang lại hiệu quả cho mình để mình có thể đưa ra quyết định. Vâng, không ân hận gì. Vâng. Đồng thời là cũng chạm đến mốc câu số 11. Chỉ dừng lại một chút thôi và vẫn có phần thưởng để mang về. Vâng. Em nghĩ là một phần thi rất là trọn vẹn. Vâng. Đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên, đồng nghĩa là chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Xin cảm ơn anh Quang đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị đã đến cổ vũ cho người chơi của chúng tôi. Và với quý vị khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ, chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Xin chào và xin gặp lại trong chương trình tuần sau. Cảm ơn anh. Chương trình. Vâng. Gửi anh. Vâng. Vâng, tấm xét của chương trình. Vâng, chúc mừng anh. Vậy là đi chơi này là về là cũng có quà theo rồi. Vâng.